tiền của chú anh chuyển vào tài khoản rồi đấy. Thế đã nhận được chưa? Thú thực với ông anh ấy, để mà chăn con bé nhà quê này, thằng em đã phải làm đủ mọi trò trong vòng một tháng nay. Giá như vậy là quá hời đấy. Ừ. Cảm ơn chú. Nhưng mà bây giờ thì hết việc của chú rồi đấy. Đi đi. Chúc ông anh ngon miệng nhé. Đi đi. Anh cứ yên tâm đi bộ đội nhé. Em ở nhà sẽ rất thông hương cho bác. Em cố gắng đợi anh nhé. Ơi. Ờ, chào thanh niên. Cho ăn chén nữa ông ơi. Ờ, chào ông, tí có ngay nha. Đây thôi. Ờ, dạ. Nhìn cậu không phải người làng này phải không? À, dạ vâng, con từ trên thành phố xuống, qua đây có chút việc ấy mà U. Trông tướng tá cậu à, có vẻ làm cái gì to lắm. Có khi giám đốc ấy hả? Có gì đâu. Ôi, đỡ con. Con này mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ? Bây giờ mày đưa nước cho mẹ thế này. Hôm nay con mệt lắm, con ra đưa nước cho U rồi con về luôn đây. Ô cái con này. U khéo đẻ thật đấy. Nhìn con gái U là con muốn làm con giải U luôn rồi. Ừ, được cái à, con gái U nó ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng mà U đang lo lắm đấy. Lo cái gì hả U? Lo vừa mới tốt nghiệp xong mà bây giờ chưa có công ăn việc làm gì cả. Thế ở nhà cứ đi chơi suốt đấy. Dạ. Con này, con lên thành phố ấy là phải chịu khó nhá. Mà nghe lời người ta. Con nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhá. Con lo quá mẹ ạ. Lo cái gì mà lo? Cơ hội ấy, ngàn năm có một. Mà người ta có tốt ấy thì người ta mới giúp mình chứ. Thế con cứ đến địa chỉ này là được đúng không ạ? Đúng rồi, con cứ đến địa chỉ này này. Có gì ấy thì con lại gọi điện cho người ta vào cái số điện thoại này. Đúng đó. Ừ. Chị rời đi, hai mẹ con mình sang bên kia, không có xe nó chạy mất. Em lên rồi đấy ạ. À. Vào đi. Đi đi vào đây, đi. Công việc cứ thế em nhé. Mọi vấn đề về cách làm việc và giờ giấc anh đã trao đổi với em rồi nhá. Cứ thế mà tiến hành thôi. À đây, đây là đồng phục mới của em. À, đây chỉ là một trong các cơ sở đồ uống của anh ở tại Hà Nội thôi. Cơ sở này thì mới khai trương. Chính vì vậy mà anh phải trực tiếp anh quản lý. Anh rất cần những người tận tâm, trung thực và ngoan ngoãn, biết điều như em. Chính vì vậy mà anh mới tuyển em đấy. Thu này, em mới từ quê lên đúng không? Chắc là chưa có chỗ ở. Thế thì anh sẽ bảo nhân viên xếp cho em một phòng
để em ở tại quán luôn, có được không? Dạ. Ừ. À, với lại em cố gắng làm việc thật chăm chỉ, ngoan ngoãn thì một thời gian nữa cơ hội thăng tiến của em sẽ rất cao đấy. Dạ. Ừ. Thế thôi, em đi thay quần áo đi để tiến hành công việc nhé. Dạ. Thế thôi. Ừ. Không nghe máy nhỉ? Chú ơi, mang đồ ra cho khách đi em. Khách đang gọi kìa. Dạ vâng ạ. Làm gì mà anh gọi mãi không nghe vậy? Ở trong này không được dùng điện thoại ấy. Anh phải trốn ra ngoài để gọi cho em đấy. Sao anh gọi em nhiều thế? Em ạ, cô anh đi lên em, hỏi cho nhiều khách lắm. Dạ vâng ạ. Vừa nha em gọi lại sau, em được bận lắm. Alo? Ừ. Alo? Để cô này. Dạ, em chào thủ trưởng ạ. Mọi người đang tập trung bên trong, tại sao cô ra ngoài này? Dạ, em... Em cái gì? Chắc lại gọi điện cho người yêu cái gì? Dạ, sao thủ trưởng biết ạ? Ngồi xuống đây. Ngày xưa tôi cũng thế, nhưng phải rút kinh nghiệm, phải biết gọi đúng nơi, đúng chỗ, đúng giờ. Thế chứ đi. Dạ, em cảm ơn thủ trưởng ạ. Anh ơi, em xin lỗi ạ. Cô làm việc kiểu gì đấy ạ? Ướt hết quần áo tôi rồi. Dạ, em chào anh chị ạ. Anh ơi, có chuyện gì đấy ạ? Nhân viên của anh làm ướt hết quần áo tôi rồi đây này. Dạ, để em lau cho anh ạ. Anh ơi, chị ơi, dạ, đây là bạn nhân viên mới, chắc là bạn ấy chưa có kinh nghiệm, mong anh chị thông cảm ạ. Nhưng mà bây giờ quần áo tôi ướt hết rồi. Dạ, hay là như thế này ạ, để xin lỗi anh chị, thì tiền nước ngày hôm nay, cùng với lại combo anh chị gọi đồ gì ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ không tính tiền ạ. Mong anh chị thông cảm cho cửa hàng em ạ. Kìa em, đi lấy nước mới cho khách. Dạ, để em lau ạ. Dạ, mong anh chị thông cảm ạ. Có chuyện gì không Thu? Em xin lỗi chuyện vừa nãy nhá. Em bất cẩn quá. Không sao đâu em. Mà này, lần sau làm việc chú ý hơn nhá. Chào anh, mặc quần đi. Thu ơi. Em chào anh. Ừ, đặt xuống đây. Anh bảo này, anh tặng em bộ quần áo. Đây, em đi thay cái váy này vào rồi anh đưa em đi ăn nhá. Ơ nhưng mà... Ừ, không nhưng nhị gì hết. Biết em mới lên Hà Nội, anh muốn đưa em đi ăn này, đi tham quan một chút. Dạ vâng anh. Ừ, đi thay đi em. Dạ anh cảm ơn nhá. Ừ.
Thu này, đây là toàn bộ sổ sách giấy tờ của quán. Từ tuần sau em sẽ lên làm quản lý thay anh nhé. Em không hiểu. Còn đây nữa, đây là căn chung cư anh mới mua ở Văn Quán. Đấy, em cầm lấy chìa khóa, em về đấy mà ở. Chứ ở quán mãi nó không tiện lắm. Thôi anh, em không dám nhận đâu. Với lại anh làm em bất ngờ quá. Có gì mà không dám nhận, nhận đi cho anh vui. Thu này, thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi. Em làm bạn gái anh nhé. Nhưng mà Hay em không thích anh? Không phải. Từ trước đến giờ không ai tốt với em như anh cả. Nhưng mà Anh biết là em có bạn trai rồi. Nhưng em thử nghĩ xem, anh ta đi nghĩa vụ những 2 năm liền, không biết thế nào. Làm sao mà em đợi được? Chả nhẽ em phí tuổi xuân 2 năm mà. Em chỉ cần yêu anh, ở bên anh, còn mọi việc anh lo cho tất nhé. Uống đi em. Này ông ơi, đi cẩn thận với đợi anh em làm gì đi nhận cướp thế? Nhận cướp. Qua. Gì đã? Sao suy tư thế? Mà tao hỏi hai mày này, trong hai thằng mày có thằng nào có người yêu không? Có tao nhưng chia tay được 1 tháng rồi. Sao lại chia tay? Có giấy nghĩa vụ quân sự chia tay luôn. Nó bảo không đợi được. Con gái thời này lạ thế. Này, mấy đứa có người yêu vào đây toàn thấy hết cả mà. Con gái làm gì có đứa nào đợi được mấy năm. Cứ như tao, chả có người yêu, thế lại hay. Thế còn mày? Tao có. Nhưng mà không hiểu sao dạo này người yêu tao lại nhạt với tao quá. Xa mặt cách lòng. Thôi tuần sau được về phép. Về hâm nóng tình cảm không hỏng ngay. Này, thằng Giang ngày trước ở cùng làm với tao, suốt ngày chơi bời lêu lồng, chả việc làm mẹ gì, thế mà có con người yêu xinh thế, ngon đau đấy. Ui, xinh mà ngon phết nhỉ. Ô, đây là người yêu của tao mà. Mày đùa tao à? Thế giới này đây người giống nhau. Mày điên à? Yêu nhau 3 năm rồi, nhầm làm sao được? Thế là thế nào nhỉ? Không được rồi. Này, ba cậu. Giờ này không đi làm, còn ngồi chăn gẫu à? Hả? Dạ. Đi làm đi. Đi đi. Đi đi. Này, bình tĩnh, đi làm đã không bị phạt bây giờ. Đi.
Này em, dọn trễ lâu như thế ạ? Dưới kia còn đông khách như thế kia, em nhìn thấy không? Alo. Cuối cùng thì em cũng đã nghe máy. Bật nhá. Em đừng tưởng là em làm gì mà anh không biết. Giang lái. Người yêu mới. Anh đã làm gì sai? Em gặp nhau, yêu nhau là sao? Có toàn 4 người không thì sẽ chạy. Chẳng lẽ em không nhớ những gì mình đã hứa sao? Nhưng mà em không thể lãng phí em buồn. Sống của em hồi tồn rất là tốt. Anh là quyền em. Alo. Này, lại buồn về chuyện tình cảm thành công. Dạ. Thôi đừng buồn. Ở trong này đấy cũng rất nhiều người rơi vào trường hợp như thế này. Chính bản thân tôi đây này, ngày xưa cũng vậy đấy. Thật à? Vậy thủ trưởng đã làm gì ạ? Thì biết làm cái gì. Bây giờ người ta hướng tới vật chất, người ta không cần tình cảm, thì mình níu kéo làm cái gì? Nhưng mà em còn yêu cô ấy rất là nhiều. Yêu cái gì cầm được rồi cũng buông được. Bây giờ cậu ấy tập trung công hiến nhà nước, mai sau sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn nhé. Dạ. Cháu chào bác ạ. Ờ, chào cháu. Ơ này Đức. Dạ. Thế cháu Xuân Vũ về rồi đấy à? Dạ không bác ạ. Cháu chỉ về được nghỉ phép một ngày thôi ạ. Mai cháu lại phải lên đơn vị. À thế à. Thế về được một ngày cũng là tốt rồi. Vâng ạ. À mà này, thế cái Thu nó đã nói gì với cháu chưa? Nói gì ạ? Ơ, cái hai đứa thân nhau thế. Bác tưởng là chúng mày phải nói với nhau rồi chứ. Cái Thu nhà bác ấy, nó lên thành phố nó làm rồi. Mà bây giờ ấy, nó lại được làm sếp đấy. Cũng may mà gặp được cái người tốt bụng người ta giúp. Dạ, vậy thì mừng cho Thu ạ. Ô, cháu chào bác, cháu về ạ. Ừ, thế cháu về nhá. Anh ăn đi. Em. À. Uống hết đi em. Dạ. Thu này. Dạ. Hôm nay anh muốn quà tặng em đấy. Ơ, hôm nay là ngày gì mà anh tặng quà cho em? Kỷ niệm một tuần mình yêu nhau đấy. Đẹp quá anh ạ. Để anh đeo cho em nhé. Em thấy đẹp không? Đẹp quá anh ạ, em thích ạ. Thu này. Dạ. Tối nay em đẹp lắm. Yeah.
Tiền của chú anh chuyển vào tài khoản rồi đấy, cái đã nhận được chưa? Thú thực với ông anh ấy, để mà chăn con bé nhà quê này, thằng em đã phải làm đủ mọi trò trong vòng một tháng nay. Giá như vậy là quá hời đấy. Ừ. Cảm ơn chú, nhưng mà bây giờ thì hết việc của chú rồi đấy. Đi đi. Chúc ông anh ngon miệng nhé. Đi đi. Cô dì ơi, dậy thôi cô dì ơi. Chị là ai? Sao chị vào được phòng tôi? Chị đi ra ngoài nghe tôi. Đi sao? Này chị kia. Dạ. Chị là ai đi vào nhà tôi vậy? Chị ơi, hình như chị hiểu nhầm ấy. Đây là chung cư cho thuê chị ạ. Hôm nay hết hạn hợp đồng em đến em dọn dẹp ạ. Chung cư cho thuê á? Vâng ạ. Chị làm việc tiếp đi. Các em nói chị nghe, các em làm gì từ sáng tới giờ mà không chịu dọn dẹp? Chị thấy là khách hàng phàn nàn về bọn em rất là nhiều đấy. Thế bây giờ các em có chịu làm việc nữa không? Này, cô là ai mà đứng đây quát tháo nhân viên của tôi đấy? À, cô là bên chỗ anh Giang đúng không? Đúng rồi, anh Giang giao cho tôi quản lý cả cái cửa hàng cà phê này. Anh Giang chỉ thuê hợp đồng ở đây có một tháng, và bây giờ hết hợp đồng, xin mời cô đi về. Cô đừng có nói cản, đây là chỗ của tôi, biến nhẹ tôi làm việc. Cô không tin đúng không? Tao tôi bỏ từ đây, tao gọi điện cho tao phải quán. Còn bây giờ ấy, cô thích gọi cho ai thì tùy cô chờ đấy, cô gọi đi. Bây giờ thì cô tin chưa? Còn bây giờ ấy, cô biến ra khỏi quán của tôi. Thank you.
Quay lại đúng không anh? Công nhân khất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Anh ơi, em xin lỗi. Chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn.